Xin chào tất cả các anh em nha, Fidel hướng dẫn tất cả các anh em theo chương trình iGov từ dự án Casino Fantasy nha tất cả anh em. Chương trình iGov này giới hạn chỉ tối đa 2 người tham gia. Khi mà đăng video này anh em gặp thì làm liền nha tất cả anh em. Mỗi một người nhà tham gia iGov sẽ nhận được 50 token của hiệu là CPCN, giá trị khoảng $50 cho tiền bồi thường chiến dịch nha tất cả anh em. Đây thì nhiệm vụ rất là đơn giản, các anh em join vào hai kênh Telegram chính thức của nó. Tayo thì các bạn theo dõi Tayo và đăng lại bài tweet nó trên stream các bạn. Rồi các bạn nhấp vào nha các bạn. Các bạn làm nhanh nha các bạn. Rồi các bạn thi quơ, các bạn mở thi quơ của mình lên nè. Hiện tại có một số 1.000 lẻ mấy người tham gia nghe các bạn, còn khoảng người đây thì đó là hết nha các bạn. Rồi các bạn theo dõi nè. Rồi nó kêu mình đăng test lên một cái bài trên game nữa nè, bài game nữa nè các bạn, bài nè các bạn test lên nè các bạn. Rồi các bạn mới đắp lên nha các bạn. Mai quá rồi các bạn. Medium thì các bạn cốc xác nhận đã sắp chiến trị trong cái này. Ok, quà chó pha các bạn. Medium thì các bạn bot chết bị test tự động chết thành phần gấp cái biểu mẫu. Medium thì các bạn số báo phân phối sau một trận các bạn. Medium đăng lại bài game giỏi Medium nha các bạn. Bạn nào chưa có tài khoản Medium thì nên tạo một cái tài khoản Medium các bạn follow nữa các bạn. Trời ơi, Medium mình theo dõi nữa các bạn. Bà chó cái Medium mình bị gì ta. Rồi các bạn phong phan. Các bạn nhấp vào trang cá nhân của mình các bạn. Nhấp vào trang cá nhân Medium mình chỗ này nè các bạn. Tại Medium mình bị gì ta. Trời ơi. Rồi các bạn copy cái link Medium gì trên tay của mình nha các bạn. Copy cái đường link trên tay của mình nè. Cái máy mình đi bị đứng nữa tờ. Rồi các bạn sao chép nha các bạn. Rồi các bạn trở về đi, các bạn trở về cái con bot này đi. Đây, trở về cái link form này nha các bạn. Rồi các bạn lướt xuống đây nha các bạn. Các bạn bát xuống cái địa chỉ hồ sơ liên kết nè. Hồ sơ liên kết trung bình nè. Rồi các bạn dán vào đây nha các bạn. Rồi theo. Rồi các bạn điền địa chỉ email của mình dòng đầu nha các bạn. Ảnh nhân quỳnh. Các bạn join vào làm nhiệm vụ trên đây nè. Các bạn join vào hai kênh Telegram group luôn các bạn. Vì mình nhanh quá mình làm ấy. Rồi các bạn mở địa chỉ cho liên. Bạn nào biết làm thì các bạn mình hướng dẫn cho những bạn nào chưa biết thôi nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào một reset nè. Rồi các bạn copy cái địa chỉ trên link của mình nha các bạn. Rồi các bạn bắt up lên nè. Rồi bạn bắt địa chỉ cho liên đây nha các bạn. Con này là mình rồi. Tên người dùng ở đây Telegram của bạn thì các bạn mở cái Telegram của mình ra các bạn. Ở cộng anh. Các bạn vào setting copy username Telegram của mình á. 1133 nè. Đây các bạn, của mình ra nè. À lỗi quá chậm mà các bạn. Rồi các bạn nhấp vào trang cá nhân, nhấp vào hồ sơ nè, nhấp vào qua cho bạn tin cùng nè, nhấp vào một chia sẻ nè. Rồi các bạn sẽ chết liên kết nha các bạn. Sẽ chết này nha các bạn. Rồi các bạn thích. Các bạn chở qua đây nha các bạn. Chở đây nha các bạn. Rồi các bạn kiểm tra dí lưu đàn, kiểm tra đàng hoàng luôn các bạn. Để mình tắt mình kiểm tra. Rồi các bạn gỡ nha các bạn. Nãy mình gỡ khắp TV server thì lộn. Rồi sau khi các bạn gỡ, các bạn xác minh danh tính các bạn, dạch qua đường. Xác minh gặp cha, dạch qua đường. Rồi bạn xác minh.
Rồi như vậy mình ai góp mình đã hoàn thành các bạn nhớ để lại cho mình các bạn. Mình cũng cảm ơn tất cả các bạn theo dõi video của mình. Mình cảm ơn tất cả các bạn, hẹn các bạn vào những cái chào tạm biệt tất cả các bạn.